Cũng trong chiều nay, đoàn khảo sát của Ủy ban Tư pháp Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Hoàng Văn Liên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Đà Nẵng về việc chấp hành luật tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014. Trong giai đoạn 5 năm từ 2018 đến 2022, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã thụ lý hơn 5.700 vụ việc phúc thẩm các loại, đã giải quyết được 5.200 vụ, đạt tỷ lệ 90,9%. Riêng năm 2022, tỷ lệ án phúc thẩm giải quyết đạt 94,39%. Các vụ án được giải quyết đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đơn vị đã tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, nhất là Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng nhằm sớm hoàn tất việc nghiên cứu hồ sơ để đưa vụ án ra xét xử trong thời hạn luật định. Qua 5 năm thực hiện việc chấp hành luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014 đã bộc lộ những tồn tại hạn chế. Như theo luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014, thì trong cơ cấu tổ chức tòa án cấp cao, tòa án cấp tỉnh có tòa gia đình và người chưa thành niên, nhưng tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng lại chưa được tổ chức tòa chuyên trách này. Vì quy định tòa án nhân dân cấp cao không có thẩm phán trung cấp, thẩm phán sơ cấp sẽ không tạo được tính kế thừa trong công tác cán bộ và cơ hội phấn đấu nghề nghiệp đối với thư ký, thẩm tra viên, khó khăn cho công tác luân chuyển điều động cán bộ. Việc quy định nhiệm kỳ thẩm phán như hiện hành tuy đã có đổi mới, song so với trước đây vẫn cần được cân nhắc thêm vì chưa tạo tâm lý yên tâm công tác cho các thẩm phán.